Sau khi chính thức gia hạn hợp đồng nhóm với YG, Blackpink vẫn khiến người hâm mộ lo lắng vì hợp đồng cá nhân vẫn chưa được quyết định. Nhiều chuyên gia Hàn Quốc cũng đã dự đoán về tương lai của tứ đại mỹ nhân K-pop gây chú ý. Dù Blackpink hiện đã tái ký hợp đồng với YG, nhưng một bộ phận người hâm mộ cũng không khỏi lo lắng bởi hợp đồng tái ký chỉ mang mục đích hoạt động nhóm. Riêng với hợp đồng cá nhân, trong ngày 6 tháng 12, quan chức YG cho biết hiện giữa công ty và các thành viên đang thảo luận. Hera Economic đưa tin ngày 18 tháng 12. Theo NH Investment and Security, YG đã giải quyết được vấn đề lớn nhất của họ. Đó là việc gia hạn hợp đồng của Blackpink và hiện tại không còn mối lo ngại nào nữa. Trong báo cáo cùng ngày, nhà nghiên cứu Lee Wa-jung tiết lộ giá cổ phiếu mục tiêu của YG hiện đã giữ được sự ổn định. Với việc gia hạn hợp đồng chính thức của Blackpink, điều bất ổn lớn nhất đã được giải quyết. Ca khúc đầu tay của Baby Monster cũng thành công nên không còn mối lo nào nữa. Sự phát triển nhanh chóng của Baby Monster và Chaser cùng sự trở lại của Blackpink sẽ là cơ hội cho YG để tăng giá cổ phiếu của họ một cách đáng kể. Nhà nghiên cứu Lee nói thêm. Ngoài ra, liên quan đến các điều khoản trong hợp đồng mới của Blackpink, chuyên gia cho biết có vẻ như việc tăng tỷ lệ phân phối lợi nhuận cho nghệ sĩ bị hạn chế và khoản trả trước đã được xác định trong phạm vi có thể thu hồi vốn được. Trong khi đó, với vấn đề hợp đồng cá nhân chưa được xác nhận của các thành viên Blackpink, nhà nghiên cứu Lee cho biết các hợp đồng cá nhân dự kiến sẽ linh hoạt trong trường hợp hoạt động cá nhân đòi hỏi tên Blackpink như album solo, khả năng cao các thành viên sẽ hợp tác với YG vì công ty nắm giữ quyền thương hiệu. Tính độc lập sẽ được đảm bảo cho các hoạt động cá nhân, trong đó việc thể hiện kỹ năng cá nhân của các thành viên là quan trọng hơn như tham gia các chương trình tạp ký hoặc ra mắt kinh doanh thương hiệu. Tuy nhiên, mọi hoạt động cá nhân sẽ được thực hiện trong phạm vi không can thiệp vào hoạt động nhóm, Lee Wa-jung nhận định. Trước đó, vào sáng ngày 7 tháng 12, Dispatch cũng đã đưa thông tin về việc Jang Min-suk là người hưởng lợi nhất sau khi Blackpink tái ký hợp đồng. Đặc biệt, trang tin Dispatch còn tiết lộ trong bài viết, dù YG đã gia hạn hợp đồng với Blackpink về hoạt động nhóm, nhưng họ vẫn đang thảo luận về các hoạt động cá nhân. Được biết, một số thành viên đã bày tỏ ý định đi theo con đường riêng của mình hơn là với YG khi nói đến hoạt động cá nhân. Thời điểm tình trạng hợp đồng chưa được công bố, đã có nhiều thông tin lan truyền về việc 4 thành viên Blackpink đang đàm phán điều khoản với các công ty khác nhau. Rose bị bắt gặp có cuộc gặp riêng với Ronnie Penny, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành hãng thu âm Columbia Records của Mỹ. Lisa nhiều lần được truyền thông Hàn nhấn mạnh việc sớm quyết định đi theo con đường riêng của mình. Riêng Jisoo và Jennie từng có thông tin được truyền thông Hàn đưa ra khi cả hai sẽ thành lập công ty quản lý riêng. Dẫu vậy, tờ Munhwa Ibo của Hàn Quốc từng tiết lộ có 2 trên 4 thành viên đang cân nhắc việc tiếp tục ký hợp đồng cá nhân với YG. Một lãnh đạo trong ngành giải trí cho biết, có nơi trả trước hàng chục tỷ won để chiêu mộ họ. Tuy nhiên, có thành viên cho rằng hợp tác với YG sẽ hiệu quả hơn vì công ty đã nhiều kinh nghiệm hỗ trợ các hoạt động của Blackpink cho đến nay, nên họ vẫn đang liên lạc với YG. Trước thông tin trên, YG Entertainment nói chưa có gì được xác nhận và chúng tôi đang thảo luận.